Hỏi các bạn. Ông già cười kìa. Nghe hai các bạn cướp của thiên nè. Ai hôm nay mới ăn ốc nè. Này thì ốc này thì các bạn biết rồi. Còn ốc này thì mươi cũng không biết luôn. Ốc bu biển cái ốc gì? Nhưng mà nó nhìn nó lạ lắm. Thì ốc bu mà ốc bu biển ốc sấy ốc kia ngoài Vũng Tàu kia ốc sắn gì ai biết. Cái Rồi này chèn ngón tay là làm nha. che vậy, em che vậy là tại nó thấy chứ không là nó không có thấy cái này. Cái này là ốc Canada ăn đi xã. Ăn đi. Ăn chưa đổi. Cái này đâu phải tại đói đâu, xã ăn đó. Chút quá. Pha rưỡi tới Đi tôi xem chưa. đi. Ở, tự nhiên tôi ngồi đây tự nhiên bắt qua ngủ nữa. Ôi xưa. Có cấp bằng cấp bằng không? Sướng à. Này giống như hàng năm sau. Thì chỉ có ông xã biết thôi, biết pha thôi. Mà chỉnh lên xịt nè. Cái ly đó xấu rồi à. Lên để của ta xấu gì? Xanh vàng tím Đỏ. à, biết mùi ha. Uống whisky không? Ngon. Hennessy không? Ngon. Johnny Walker. Uống Ủa một đây là loại duy tôi nhất giật. Tôi giật lộn. Đang để ông xã pha rượu, lây rượu chứ không phải pha. Không có pha gì, có biết pha đâu. Nói nữa người ta nghĩ tới ồ ông này biết pha nữa chắc đi nhờ tôi pha nhờ ông pha dùm. Ông này làm trong bar nhảy sexy. Tôi không có nhảy à? Tôi chỉ biết coi thôi tôi không biết nhảy. Có nặng chân không? Có. Mũi tiêu Đó. Dính răng trời luôn. gì anh đang gan giả anh hầm gan giả là sao anh ăn Núp thôi. uống sữa. Cái hùng giống vừa rồi nữa. Quay xong hối hận không có nghe tiếng luôn. Anh chuẩn bị lâu à? Dạ. Mà chị này chuẩn gì? Nhỏ nhỏ nhất. Nhỏ nhất ok hơn, quay rồi chắc. Dạ. Sợ Không cho biết nhiều quá hả? tối nay quý lộn Chút xíu thôi làm kiểu ra. kiểu gì tối nay quý lộn Chứ nhiều vậy là em xỉn. thì Uống kệ xong là xỉn. Chưa tới năm mới mà. tối nay kiếm baby happy birthday baby yeah. Thank you. Sẵn phải ăn đấy. Hai anh đi chơi Trả. chút quá anh đi kiếm đồ chơi qua bển tập thăm hôm nay uống rượu rồi bạn. Mình có cái dĩa mình để lên cái dĩa nè cho nó cao hơn xíu nè. Kêu chồng mới ăn, kêu chị chồng mới ăn nè. Mà hôm qua đây các bạn, các bạn coi coi ốc này là ốc gì nhá. Mười thì mười không biết rồi đó, nhưng mà cái này là ốc
ở Canada, mà từ Canada luôn các bạn, chứ không phải từ Việt Nam. Mình không biết uống rượu uống bia đâu, nhưng mà cái này là rượu nho. Rượu nho nó rất là nhẹ thôi, uống thì nó ngọt. Bia mà ngọt mình cũng uống nữa, nhưng mà kiss me, bia không có ngọt mình không uống được. Cái móng mười nè, cầm cái này nó lạnh á, xong nó đổi thành màu hồng luôn nè. Này thì uống nó ngọt, nó ngon, nhưng mà nó có vị the the, giống kiểu the the vậy đó, cái độ của nó đó, nhưng mà nó không quá mạnh. Nhưng mà Mary không uống hết đâu, bình thường Mary lấy này chút xíu từng này thôi. Cái này là ông xã để đá đây luôn. Với lại Mary rất dễ bị sỉn các bạn, nên Mary không dám ăn, không dám uống, không dám uống nhiều đâu. Không gặp các bạn mới nhớ các bạn lắm luôn. Ai gõ cửa ta? Mình đang bị sổ mũi các bạn, nên trang điểm mình nó ra hết rồi. Mình nãy mình đi order xôi với lại bánh ít trần. Một hồi mình ăn cái này xong mình sẽ ăn bánh ít trần đó. Mình làm sẵn trong xã của mình ăn rồi, mà anh đi rồi mình sẽ lấy ra cho anh ăn, lấy ra cho anh này, cho mình ăn cái này. Cái này là món chính nè, cái này thì mới ăn hoài rồi, mà các bạn coi nè, nó bự quá trời luôn đó. Này món này thì mới ăn hoài rồi, các bạn cũng làm video nhiều, mới cũng làm nhiều video rồi đúng không, nhưng mà ốc này thì chưa các bạn, chưa làm lần nào. Mình đang không biết ăn sao đây. Mình muốn thử nhiều loại lắm. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ để vô đây nhé. Mà bữa nay mình làm hơi cay đó. Mình sợ đổ. Wow. Ăn coi nè. Này ớt thì mình phải lấy nĩa mới được, chứ không là cay cái tay lắm. Ai các bạn. Thôi. Cay. Mình làm trong xã mình có ớt luôn. Mỡ hơn. Nó dính răng dữ lắm. Đây. Rồi chia các bạn nhé. Chúc các bạn năm mới bình an nhé. Bình an là được rồi, rồi hạnh phúc. Nhiều sức khỏe.
Trời ơi, bữa nay lạnh dữ lắm các bạn ơi. Lúc xíu. Đây. Các bạn. Cay. Đó. Còn ăn dưa leo cho đỡ cay. Nhai không được luôn. Hôm nay ở nhà cả tuần luôn các bạn. Thật sự mình không biết bữa nay là thứ mấy luôn. Ngủ không biết, không có giờ giấc luôn. Nhiều khi ngủ 3-4 giờ sáng mới ngủ, xong tới 1-2 giờ thức. Xong rồi một hồi nữa ngủ, nhiều khi ngủ sớm ngủ trễ, không biết giờ giấc, cũng tại ở nhà hoài không đi đâu luôn á. Trời lạnh quá làm biến cho hai đứa đi. Các thầy nuốt xong bị nghẹn luôn. Này đông đá các bạn. Rồi, để mình đi lấy cây tâm đã. Có nĩa mà thử bằng nĩa coi. Thì dọn nó sẽ ra. Ôi trời ơi, giăng tùm lum luôn. Nhưng mà nó không có ra hết đâu các bạn. Thử nhá. Cái ốc này cũng là lần đầu tiên mình ăn luôn. Ngon lạ. Nó giòn giòn. Nó không có dai, không có ngọt. Không ngọt bằng ốc này. Ốc này nó dai. Dai và ngọt. Cái này thì nó giòn. Nó nhớt. Nhưng mà nó không có, không có ngọt, không, không đủ ngọt. Nó bẻ được. Để mình lấy ở bên trong của nó. Mày ăn thả. Cái hết rồi còn kêu ăn luôn. Còn lấy vô ăn rồi. Thử này không? Chút quá, nó dài như đĩa vậy. No, không có dài, không dài bằng cái đó.
Cái này là mới luộc lâu lắm luôn. Dài luôn. Lấy lại thôi. Trời ơi, chơi ớt nữa hả? Dạ, mình để ớt trang nữa. Sợ nó văng, nó văng tới cái màng luôn. Nó bài à? Nó không có ra nè. Nó chỉ ra cái đầu nó thôi. Cái nguyện đích nó mang ngon. Dạ, nó mà kéo cũng được. Ôi. Đầu nó thì giòn. Nãy quên mua cái nồi. Qua Christmas mua. Ôi, qua New Year mua. Này nó không thèm ra. Từ từ á. Quay theo dòng á. Từ từ á. Đã hết rồi đó. Như leo này sao? Ốc này là mình mua cái ốc bự á. Ăn nó hơi ngán, tại nhìn nó bự quá. Nhưng mà mình sắc xong mình ngâm ớt rồi. Ăn rất là ngon luôn. Hôm nào mình lại đi mua tiếp. Mua nhưng mà không có ăn liền đâu, mình đi ngâm ớt, ớt ngon. Thấm vô ăn. Dạ. Ăn thử con đi sao? Không mà vừa ăn. Cái đó thì ngọt ngọt. Thử con này đi. Chúc không? Nó ra hết nè. Mày uống rượu xong mày xỉn nè. Ngủ khỏi đón năm mới luôn. Đúng không? Nó ra không? Từ á, đi theo cái dòng nó trội ra kìa, chịu ra kìa. Sao có đập chứ không? Không, nó bể, nó đông đá. Cay quá rồi.
mắt mở hết nổi rồi. Xin à. Chớp chớp à. Trời. Anh à. Em à. Dạ. Ừ. Rồi, hành gan giả bị xúc ra. Ăn ốc kia mới xúc. Ốc này không xúc nữa. Cái nào không được một hồi mưa sự. Có cách được, có cách không. Chịu ra rồi. Cái này cũng giống như ốc hôm bữa, nhưng mà hôm bữa bự hơn. Nhưng mà ăn cái vị cũng giống giống, không khác. Không khác nhiều. Chỉ có cái kia là nó giòn hơn thôi. Cô nhìn thấy hấp dẫn hơn. Nhai không nổi đưa đây trời. Sao chị là ăn kìa. Mắm kìa. Mắm không ăn đâu. Nó bị nhốt trong phòng. Nhớ món gì Việt Nam nhất không? Món gì? Ốc à? Ốc ăn ngán. Không thích ăn ốc. Hay sữa Việt Nam. Có chút xíu. Nó chứ 1 triệu rưỡi con hay 1 triệu gì ở trong môi trô. Giờ không răng răng lên giá. Giờ chắc 2-3 triệu gì cũng lên. Ê mình không lên nổi hả? Lớn không nổi. Có. Lên tuổi. Lên bằng thợ. Xong cầm hết rồi nhé. Ăn xả đó nhiều quá, uống quá. Uống rồi. Không uống, anh uống. Anh uống chuẩn bị đi ngủ rồi. Em thấy mắt em mở cứng cứng rồi đó.
Nãy nhìn nào? Hả? Nãy nhìn thằng nào chăm chú rồi giờ mắt cứng vậy? Rồi, nhiều thằng lắm. Hàng chi tối ngày thấy lên Facebook không? Thôi bye các bạn nhé. Chúc các bạn năm mới phát tài. Nó ta nói an khang thịnh vượng. An khang thịnh vượng. Cái câu đó thì em biết, em nghe hoài nhưng mà em không biết cái câu đó nghĩa là gì. Nhưng mà nói đại an khang thịnh vượng. Nhưng mà phát tài đi, vui vẻ nè, hạnh phúc nè. Ba từ đó đủ rồi. An khang thịnh vượng gom hết mà. Thôi bye các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn video tới. Ôi nó chui ra. Nó tự chui. Bye. Quay ông xã ăn ha. Không. Thấy không? Các bạn biết rồi đó. Các bạn nói mươi giấu chồng. Ai cũng nói em giấu chồng sợ mất chồng. Ừ, đẹp trai không? Trà, đẹp trai lắm nên giấu đi. Sợ đang quay phim mà. Đang quay phim mà quay ăn vậy nè. Đang coi người ta bỏ sắp hết. Hey.